còn gì mà tìm đến nhau nữa khi chúng ta không cần nhau, còn gì mà lừa dối nhau nữa khi trái tim không còn đau. Gặp lại rồi mình sẽ ra sao, làm gì tìm lại được phút ban đầu, hoặc là mình lại cần níu chân nhau xô ngã đời nhau. Ngày tình mình còn chút lưu luyến, em đã khuyên anh đừng đi, lời nhẹ nhàng nào cũng tan biến, anh nhẫn tâm đâu màng chi. Rồi miên mài vào những đêm vui, bằng như cuộc tình chỉ thoáng qua thôi, rồi tan tành trở về giữa đơn côi, buồn không anh hỡi. Em từng yêu trong tình yêu quá ngây thơ, cứ yêu một mình bơ vơ, đâu biết anh hững hờ. Bao cuộc vui đã tan nay trót xa xôi, tìm về bên em anh mong trăm nỗi. Nhưng tình ơi chỉ còn lại xót xa thôi, đã như bèo giang mây trôi, anh đã quên em rồi. Đâu còn chi khi mà anh đã xa đi, một lần phân ly thì giữ sẽ mãi không quay về. Em từng yêu trong tình yêu quá ngây thơ, cứ yêu một mình bơ vơ, đâu biết anh hững hờ. Bao cuộc vui đã tan nay trốn xa xôi, tìm về bên em anh mong chẳng ngờ. Chỉ còn lại xót xa thôi, đã như bèo giang mây trôi, anh đã quên em rồi. Đâu còn chi khi mà anh đã xa đi, một lần phân ly tình xưa sẽ mãi không quay về. Mỹ Ngọc, thưa quý vị, quá hay. Cảm ơn em nha, bởi vì nãy giờ sau những phút quá ồn ào, quá náo nhiệt tưng bừng ở đây, thì một vài giây phút cùng em lắng động như vậy làm cho mọi người trở lại một cái trạng thái nó cân bằng hơn bao giờ hết. Cảm ơn em. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo mà chủ nhà đề ra cho những người chơi, cũng liên quan tới âm nhạc, có tên là giai điệu em. Là sao? Đơn giản lắm. Trò chơi này, một người nào đó được đội trưởng lựa chọn lên đây đứng cùng với Đại Nghĩa. Đại Nghĩa sẽ cho các bạn ấy xem tên của một bài hát, và bạn ấy sẽ phải hát lại giai điệu của cái bài hát này cho người bạn đồng đội của mình nghe, nhưng mà không có hát ra lời, những cái lời của bài hát bỏ đi hết, chỉ hát bằng một chữ E mà thôi. E đó, dù vậy ha. Và ở dưới sẽ đoán đúng được tên của bài hát đó thì sẽ chạy lên thế vị trí của người ở đây, và cái một bài hát mà các bạn đoán đúng tên, các bạn sẽ mang về cho mình 2 điểm. Đội của Tân đang có 8 điểm, bên đây đang tạm dẫn trước là 9 điểm, thì chúng ta được quyền ngồi đó coi bên kia thi trước để rút kinh nghiệm nha. Cái này gây à. Tân, mời em đứng lên, em chọn ai trước? Dạ em xin chọn chị Ốc Thanh Vân ạ. Lên dân. Chuyện khó là để chị Ốc ha. Đội trưởng này lựa bắt đầu rồi. Khó quá. Trời ơi. Khó quá. Ra lại đi, cái gì? Anh đây nó ra sao thức bị em. E thôi đừng có rặn. Mặt nó khó nghe quá. Nhanh lên. Không biết thiệt luôn. Úi là trời. Lại đi dân rõ rõ đi em. Em ê cái gì. Mưa. Cái gì nữa, còn một từ nữa. Mưa cuối hả? Mưa rừng. Em đây. Rồi. Lên kìa. Hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Cái bài tên gì nhỉ? Đỡ bài đi. Hẹn chiều nay không phải? Rồi, cái gì? Ăn cho hết luôn. Đói. Mới thi trường. Chị nha, dân lên đây. Chắc cái này. Em thua.
Đưa tình về với quê hương. Chính xác. Chạy lên đây. Trời ơi, trời, có hai người chơi à. Thương quá Việt Nam ơi. Vậy à? Chưa đúng, chưa đúng, chưa đúng. Chưa đúng, chưa đúng. Chưa đúng, chưa đúng. Thương quá Việt Nam. Hết giờ, hết giờ. Thương quá chữ ơi. Trời ơi, còn thêm chữ ơi chi cho. Bởi vậy tôi là bị hại. Thương quá Việt Nam đủ rồi. Bài ơi, thương quá Việt Nam ơi. Ba bài hát đoán đúng, 6 điểm. Đội của Châu, bây giờ em đứng lên em chọn một người trong đội của mình lên trước nha. Em sẽ chọn người đẹp lão nhất ạ. Rồi thôi, khỏi khỏi nói, khỏi nói tiếp theo. Chuẩn bị nha, Dũng, cố lên, cố Dũng, anh Dũng nha. Bắt đầu. Thấy đường không anh? Tôi biết mà tôi qua không đây. Nói. Qua hả? Qua đây, không suy nghĩ không ra. Tôi biết nè mà tôi không nói. Qua xứ nhà nàng. Chính xác, chính xác. Biết không? Bỏ. Qua. Biết con bài hả? Biết con bài hả? Dễ nè. Bảo đảm luôn. Biết trời ơi. Trời ơi. Bài qua xứ thôi, hết rồi. Trời ơi. Ê đi em. E chứ không có ơ em. Qua luôn hả? Đổi đi, đổi đi, đổi đi. Đổi đi. Đâu có được. Đâu có được. Ủa, cái này trời ơi. Em phải hát được một bài. Gì? Biết con bài à, biết bài qua xứ à. Hát, hát. Hát đi. Lạc rồi. Chính xác, Quỳnh lập lên. Đóng lại đó. Trời ơi, ngồi lên Vân ơi. Cũng rớt tim luôn trời. Rồi. Nè. Bài lạ lắm. Không biết cái này luôn. Trời đất ơi, sao đề gì mà khó như vậy trời. Không biết bài này luôn. Cũng biết bài một luôn hả? Trời ơi, cái gì? Bài này hát làm sao trời? Bài này mới vô hát làm sao ta? Tình đây. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hay quá, hay quá. Hay quá, hay quá. Hết giờ. Hết rồi, chúc mừng đi. Ê, cũng được 3 bài rồi chứ bộ. Chắc có lẽ là chẳng hạn như Châu hay Lập đây là các bạn cũng còn trẻ. Với những cái bài hát mà nó cách đây hơi xa xa chút xíu các bạn không biết. Ví dụ như cái bài biết bài gì không? Phải, cái vấn đề là nhiều bài á. Huế tình yêu của tôi. Đúng. Đội của Vũ Châu đáp đúng được 3 bài hát mang về 6 điểm. Sau 3 vòng thi, điểm số vẫn chênh lệch 1 điểm. Đội của Minh Tân 14 điểm và đội của Vũ Châu 15 điểm. Chúng ta vẫn hơn 1 điểm. Vẫn 1 điểm, nhưng mà bây giờ cái điều quan trọng là vòng thi thứ 4 điểm số rất là cao, cho nên cố gắng nha. Trò chơi thứ 4 của đêm nay, đêm tiệc cùng sao.